Hello my friend, and welcome to the game Nickbot Gereja, my friend. Có nghĩa là mấy con bot mà ở nghĩa địa gì đó. Sử dụng chuột để nhìn xung quanh, my friend. Okay. Đây là tốc độ chuột bình thường đấy. Hy vọng là tiền đình mấy ven bản ổn. Dùng nhìn qua phải này, nhìn qua trái này, nhìn qua phải này, nhìn qua trái này. Má! Xin chào anh bạn, những đứa con của tôi có vẻ như đã đi lạc ở trong đây, cho nên là bạn có thể tìm những đứa con của tôi được không? Tôi tìm thấy một cái radio rất hữu ích để bạn có thể tìm những đứa con của tôi đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Những người bạn gọi là ngớ ngẩn của tôi thì cũng đang ở đây trong cái nghĩa địa này, cho nên là họ có thể sẽ làm phiền bạn đấy. He. Này, bạn nên kiểm tra cái radio thường xuyên nha, bởi vì bạn của tôi rất thích nói chuyện. Tìm những đứa con của tôi và tôi sẽ có phần thưởng cho bạn. How to play important, my friend. Rất là quan trọng để mình đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cái này. Bấm nút E để lấy cái radio ra, cái đài á. Sau đó mình phải quét những cái kênh để tìm ra những cái con Munchie bị chôn vùi đang kêu gọi sự giúp đỡ. Sau đó sử dụng chuột trái, chuột phải gì đó để giúp mấy đứa con của cái con lợn này này. Sau đó mình có thể bấm nút E một lần để mình cất cái đài đi, my friend. Tìm những cái nơi mà cái con Munchie là bị chôn vùi bằng đi theo cái hướng của âm thanh, đứng trên chỗ nó bị chôn, my friend, để cứu tụi nó. What the hell? Ghi chú A, my friend. Thỉnh thoảng lắng nghe những cái kênh khác để nghe những cái sự đe dọa có thể ập đến. Ghi chú B, my friend. Bước vào trong cái cổng làm cái khu vực an toàn, safe zone, my friend, để có thể tránh những con netbot gì đó. W đã di chuyển bản đồ này. Ê, đây này, mấy bạn có nhớ thằng này không? Chỉ có thể nghe được bằng tiếng đài thôi hả? Ủa, gì kỳ quá vậy? Ủa sao nhiều quá vậy? Wow, tiếng chim hót, tiếng gió thổi chiêu quá. Cái gì mà 3, 2, 1, 5, 5 vậy? Jesus. Má hàng xóm mày qua không đấm mình mới lạ mấy giờ rồi. Ôi mấy cái 9 rưỡi chứ mày. 9 rưỡi thì hàng xóm mà đã nghe mình hét như thế thì chỉ có cái chết, chỉ có cái chết. Sao hôm nay thằng này nó... Hello anh bạn, mình tải game này là chỉ vì bạn thôi đấy. Cho nên là bạn đừng có làm vì bạn mà mình xóa game này đấy. Holy shit. Lâu không gặp, khỏe chứ? Gia đình vẫn khỏe chứ? Bao nhiêu năm này không gặp mày vậy? Ủa đây là đâu vậy? Sao xếp zone của mình đâu rồi? Xếp zone của mình tút bên kia, my friend. Còn trong Dead Forest, à đúng rồi đó, giờ nhớ tên game là Dead Forest. Yo, tụi nó xuống được nè. Sao dưới này động đất quá vậy? Dưới này vừa tối vừa động đất, my friend. Dũng đang cắm mặt chạy chứ Dũng chả biết Dũng đang chạy về đâu đâu. Ái, lên được rồi nè. Nói chung là bây giờ mình biết chơi game này, ok. Gì vậy? Cái cửa nó mở không làm mình giật mình, my friend. Cái gì vậy? Tiếng gì đấy? À, vào trong này là xếp rột mà đài nó tự tắt. Đâu rồi, đài đâu rồi? Bên đây coi. God damn it. Bắt kẹo. Có cái gì này mấy friend? Trong này có này. Đâu đó, nghe. Có một đứa con trong này hay sao? Chưa hiểu cái cách tìm bằng cái radar này cho lắm. Radio chứ. Ủa, cái này giống như mê cung vậy. Ba cái này. Hello. Về nhà đi con. Về đi. Thank you so much. You are welcome. Đi về đi. Vậy là mình biết tìm rồi. Chỉ cần mỗi lần cái đài nó hú lên thật to là nó ở đó, mày phải đánh. Bunny hop. Wow. Dùng đỉnh vậy. Bunny hop. Này thì ai bắt được Dũng? Rồi, kênh tiếp theo nào.
sao lại nghe cái tiếng nhạc đó rồi mấy friend? À đâu? Bunny hop, bunny hop. Đây là cách di chuyển mới nhất của Dũng. Và sẽ là từ đây là từ giờ đến cuối game là mình chỉ di chuyển như này ok. Hello. Vô đây đâu? Đây là sếp Jun đâu vô đây được. Sao nhiều nhiều két cũng có vậy. Con đen đen kia ra rồi. Game này chắc may phá đảo mấy bạn ạ. Còn hai con nữa thôi, cố lên. Mình biết nó nằm ở đâu rồi. Nó không phải là nó là ma đâu, mà là nó là mấy cái con mình cần tìm ấy. Đừng vào rồi. Từ từ để mình bình tâm lại, để mình phân tích cho mấy fan. Cái con mà mình cần tìm nó sẽ nằm ở những cái gọi là landmark mấy fan này không? Ừ, landmark là từ tiếng Anh sang chảnh của từ tiếng Việt. Đó là những cái nơi gọi là đặc biệt. Những cái nơi mà nhà phát hành game nó vẽ ra giống như là những cái lều, những cái chòi hay là... Giờ tìm cho nó đặc biệt đi. Chỗ đằng kia có gì sáng sáng kìa. Chỗ đó chắc chắn có này. Bunny hop, bunny hop, bunny hop, bunny hop, bunny hop. Ủa chiếu bụng. Ủa, chỗ này đến rồi mà. Chỗ này tìm được một con này. God damn it. Chỗ này tìm rồi. Chỗ này thấy đứa rồi. Bây giờ tìm chỗ khác. Tìm chỗ đặc biệt. Vậy là cái chỗ hồi này có đó, cái chỗ mà này cái đường hầm đi xuống thật là sâu và thật là tối. Hello. Ôi mày cười. I'm sorry. Bunny hop. Hey, ho, bunny hop. Hey, lách qua trái, lách qua phải. Ho, ho, bunny hop kỹ năng bunny hop thật thừa của chúng. Ai mà bắt được? Không bao giờ bắt được. Mình về xếp zone này. Ow. Cổng nó rồi. Để em về đi anh. Đừng ai cho chặn đường vậy. Đồ mất dạy. Hello, bạn làm gì đủ tuổi bắt được mình? Holy shit. Mồ hôi này giờ chắc tuyến mồ hôi này giờ hoạt động khá là tốt mấy friend. Chất thải này giờ đang đào thải qua được mồ hôi thì khá là nhiều. Ai bảo chơi game kinh dị là xấu mấy friend. Nhưng game kinh dị nó tốt lắm mấy friend. Hệ bài tiết hoạt động tốt. Gần. Đâu ta? Gần lắm. Mày đi tao. Các chào đi. Người lớn làm việc. Đâu mấy friend ạ? Gần lắm rồi nè. Đâu á? Không lên được đâu. Chỗ này cao lắm. Bạn đâu có chân đâu mà lên.
đâu có kỹ năng bunny hop 30 năm nha Dũng. Đâu có nhảy được đâu. Nhìn cười cười mà. Đâu đây nè. Thank you so much. You are welcome. Go home, go home. It's not safe here, my friend. Ở đây không an toàn đâu. Dùng cùng về đây. Ôi, đường về của Dùng đâu? Mình về để cho con tim này nó đập lại bình thường cái đã. Hay là thôi, cần gì về, my friend. Pro 30 năm kinh nghiệm, không cần về safe zone để nghỉ ngơi, my friend. Dùng sẽ tiếp tục tìm con còn lại và sau đó xóa game, ok? Ủa, sao Dùng nói Dùng về safe zone mà? Lùng của dối, lùng của dối. À, về đọc chat, về đọc chat. Tự nhiên muốn dùng làm nhiều game như này không có đâu, mình là chuyện nó chỉ xảy ra khoảng vài ngày trong một tuần thôi chứ. Người ta đang nói chuyện với các bạn trẻ đây, cái chat này chỗ khác đây. Nó ở dưới cái rãnh sâu đen đen này nè. Vãi cứt thật. Tuổi, cho mình xin cái tuổi đi. Ăn tông, ăn tức không. Không bắt được, ai cho bắt mà bắt. Không thêm vào luôn mày vẹn, không thêm vào xếp zone để mình lùa bọn này mồi để cho nó biến mất. Tránh ra tao đang làm việc coi. Người lớn đang làm việc. Có một con trong này nè, dưới cái hầm đen đen này nè. Tối quá à. Gì đấy? Em ở đâu đây? Bắt tùng cái cục chức. Ai đưa tôi ra khỏi cái hầm này coi. Bắn hấp, ba bên đẹp kinh nghiệm. Bắn hấp. Lách qua trái, lách qua phải, lách qua phải, lách qua trái, lách qua phải, lách qua phải. Xem giọt. Gì vậy? Má, chơi game này nổi da gà mấy fan ơi. Đổ mồ hôi nữa. Cửa khóa rồi bạn. Ừ, đi về đi. Chà, lá cây đung đưa theo gió nhìn đẹp này. Sao lại chơi biết trước được hướng chạy của mình ra camping vậy? Nghe nó oe 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 không biết đâu hết á. Mày quá. Con đâu đây nè? Bữa mình... Không phải là bữa mà mới đây chứ lộn. Mình vừa bắt con đây mà đúng không? Phải không bạn? Xác nhận giùm mình cái thông tin này coi. Bạn là người trải qua cái chuyện này một lần rồi mà. Ok. Tâm trí của mình bây giờ rối bời quá. Hello? Ủa?
bị hạ đường huyết mấy bạn. Mình nhặt cái bánh thì đường huyết trong máu bây giờ nó đang kiểu hơi thấp, mình ăn thì không cấp cứu lẹ nữa. Ôi giời ơi, sao này giờ không ai nhắc dùng cái này hết mấy friend. Bây giờ thì ôi giời ơi, ghép cho con nít. Ba cái đồ, ôi cái vực này giờ tối như con à, bây giờ nhìn này ôi giời. Game for kid, game for kid. Tiếng đúng to luôn á. Vừa cái khu đằng sau đây nè. Tiếng to hơn rồi. Không nhảy lên mộ để cứu thế giới. Tiếng to lắm rồi. Đâu đây nè, có lẽ là vậy. Đâu đấy? Thank you so much. You are welcome. You are welcome. Game chicken nít. Oh, mà cái đồ yếu. Cuối cùng tìm được cái con dĩ vật rồi my friend. Thấy cuộc đời thật là nhẹ nhõm. Đầu game mình bắt được con đây mà đúng không? Hay đâu đây này. Mà có thể là game random cũng nên. Thành ra là bây giờ hello. Mình tăng độ sáng lên, giờ còn mỗi con này chứ mấy. Đâu còn con nào đó. Bọn kia sợ sáng con nó trốn hết rồi. Vô đây tự nhiên tối thủy vậy. Tèo 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 tèo. What the hell. Thì ra mình còn cho này núp cho này. Hello. Bạn tưởng tôi không thấy bạn âm thầm đến từ phía xa như vậy sao? Bạn coi thường tôi qua đây. Giờ tôi vào đây bạn làm gì tôi? Ok, thì ra là bạn vào đây cùng tôi à? Tôi tưởng bạn bị kẹt lại trong cái cửa bên Dead Forest 1 chứ. Thế là bây giờ mình sai rồi. Bây giờ mình ra đây bạn có giết mình không? Nếu như mình chạy thật nhanh các bạn có cắn mình không này? Nói để biết được. Để còn thỏa thuận và thương lượng. Mình ship vắt phóng ra giống như là tên lửa cái là bạn không cắn mình đâu này. Ai làm vậy? Oh. À, bạn ngu lắm, bạn ngu lắm. Cơ hội duy nhất của bạn đấy. Má cái gì vậy? Hết hồn mày! Nghe cái tiếng đất nó đào lên là mình giật hết cả mình. Thấy chưa? Mình đã bảo rồi. Cái đồ yêu game cho con nít với một trái tim dũng cảm đó mà. Thôi, nói chung là từ đầu game đến giờ là mình bắt được 3 con rồi mấy bạn này không? Ừ. Nếu mà cộng lại còn hơn 3 con đấy chứ không phải là 3 con mấy bạn này. Với lại game này trên YouTube không ai phát đảo được đâu. Cho nên game này làm ra chỉ để là sao ta? Để ta tấn người chơi thôi. Không ai thắng được game này hết. Dũng không thắng được là không ai thắng được hết. Nên là thôi thế là được rồi mấy bạn. Ừ. Cảm ơn mấy bạn đã quan tâm theo dõi mấy bạn. Ừ. Chúc mấy bạn một buổi tối tốt lành mấy bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mấy friend. Oh, bye bye nha. See you again nha.